DJI Osmo Mobile 2. Thao tác chuẩn bị Osmo Mobile 2. Để sạc Osmo Mobile 2, hãy kết nối cáp điện tiêu chuẩn DJI với cổng sạc. Khi các đèn chỉ thị mức pin nhấp nháy, điều đó có nghĩa là pin đang được sạc. Pin được sạc đầy khi các đèn chỉ thị mức pin đều chuyển màu trắng. Gắn, lắp thiết bị điện thoại di động theo chiều ngang. Đặt điện thoại di động vào giá đỡ và giữ phía bên phải của thiết bị di động gần với trục nghiêng. Nới lỏng nhúm điều chỉnh cân bằng và chỉnh tay đỡ sang trái hoặc phải cho đến khi trục xoay được cân bằng rồi xoay chặt nhúm lại. Điều chỉnh vị trí của giá đỡ điện thoại di động cho đến khi thiết bị di động thăng bằng. Thiết bị di động giờ đã được lắp theo chiều ngang. Gắn, lắp thiết bị điện thoại di động theo chiều dọc. Nới lỏng núm khóa giá đỡ và xoay giá đỡ thiết bị di động một góc 90 độ, rồi xoáy chặt núm lại. Đặt điện thoại di động vào chính giữa của giá đỡ. Giữ Osmo Mobile 2 theo chiều ngang và di chuyển thiết bị di động cho tới khi nó đứng yên. Giữ tay cầm theo chiều dọc, nới lỏng núm điều chỉnh cân bằng và chỉnh tay đỡ sang trái hoặc phải cùng với giá đỡ thiết bị di động cho tới khi điện thoại được giữ yên. Vặn chặt các nhúm lại và điện thoại của bạn giờ đã được lắp theo chiều dọc. Kích hoạt cùng với DJI Go. Nhấn và giữ nút nguồn trong vòng 1,5 giây rồi thả ra. Khi đèn LED trạng thái hệ thống chuyển thành màu xanh, có nghĩa là Osmo Mobile 2 đã được bật. Khởi chạy DJI Go, sau đó chọn Osmo Mobile 2. Nhấn Connect và kết nối Bluetooth của Osmo Mobile 2. DJI Go sẽ nhắc bạn kích hoạt Osmo Mobile 2. Làm theo những hướng dẫn trên màn hình, nhập tài khoản DJI của bạn và chọn Activate để kích hoạt Osmo Mobile 2. Giờ thì bạn đã có thể sử dụng Osmo Mobile 2 của mình rồi. Cảm ơn đã theo dõi video của chúng tôi.